Xin chào em. Hôm nay cô và các em cùng đi trả lời câu hỏi C6 trong sách giáo khoa vật lý 8 trang 31. Đề bài như sau này, hãy trả lời câu hỏi ở đầu bài. Chúng ta cùng dở lại câu hỏi ở đầu bài. Câu hỏi ở đầu bài nêu ra như sau này. Tại sao khi lặn sâu, người thợ lặn phải mặc bộ đồ áo lặn chịu được áp suất lớn? Dựa vào các kiến thức các em đã học, các em đã biết rồi đúng không? Chất lỏng thì gây ra áp suất theo mọi phương, đúng không? Lên đáy bình, lên thành bình và lên các vật trong lỏng nó. Khi thợ lặn này lặn ở trong lỏng, chất lỏng thì cũng sẽ chịu áp suất của chất lỏng, đúng không? Và công thức tính áp suất chất lỏng nó là P thì bằng đây, công suất tính áp suất chất lỏng, công thức tính áp suất chất lỏng là P thì bằng D nhân H. Trong đó cái quan trọng H là chiều cao của cột chất lỏng. Khi mà người thợ lặn này lặn càng sâu thì H sẽ càng lớn. Được chưa? H sẽ càng lớn và áp suất sẽ càng lớn. Nếu như mà người thợ lặn này không mặc áo bộ lặn thì sẽ không chịu được áp suất lớn của chất lỏng gây ra. Được chưa? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đi trả lời câu hỏi C6. Đó là khi lặn sâu dưới lòng biển. Áp suất do nước biển. Gây ra rất lớn. Người thợ lặn nếu không mặc áo lặn thì sẽ không chịu được áp suất này. Cô và các em vừa trả lời xong câu hỏi C6 trong sách giáo khoa vật lý 8 trang 31.